Em xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãm nha anh chị. Dạ, những sản phẩm em lên á, anh chị thích mã nào anh chị chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãm 0913330469 nha anh chị. Và những anh chị mà không có xài Zalo Facebook á, anh chị trực tiếp nhắn tin hoặc là điện thoại nha chị, cũng là qua cái số 0913330469 luôn nha anh chị. Và em sẽ báo mã số sản phẩm cho anh chị nha. Dạ, em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube này. Dạ, bây giờ này em lên cái một cái cặp dĩa này anh chị. Đó, cái này em báo chị nha. Một cái cặp dĩa này là một cái cặp dĩa, cái này là có nguyên phone hộp nha anh chị. Có hộp như thế này nha. Đó, cặp này là có nguyên hộp như thế này. Cái này là dĩa, một cái dĩa xà cừ nha anh chị. Đó, cái này là xà cừ hoa nha chị. Những thật tình là ví dụ những cái dĩa này anh chị, viền là viền, xung quanh là viền vẽ vàng nha anh chị, xung quanh là vẽ vàng. Xung quanh là vẽ vàng nha anh chị, chính giữa là vẽ một cái hoa hồng nha anh chị. Những cái hoa hồng này anh chị vẽ rất là sắc nét, nhìn là mới để em nhìn là em tưởng cái này là hàng Âu nha chị, giống hàng Âu luôn. Mà cái này là anh chị để cho là chuyện tí nhọc nha chị, dưới là để men China nha, ở dòng men China đó. Nhiều anh chị nha, nhiều anh chị em cũng nói thật là ví dụ em bán em cũng gặp nhiều khách như thế này, là ví dụ là đơn giản là một cái dĩa hay là một cái tô hay là một cái món hàng gì đó, ví dụ Made in China, là Made in China là một cái hàng là China, là đúng không? Made in China là hàng Nhật, hàng Trung nha chị, hàng Trung nha. Đó, còn những cái men mà những cái dĩa mà để chữ China là những cái dòng men, chẳng hạn như Bon China hay là ví dụ Naomi China, là những cái một cái dòng men là dòng men cao cấp nha chị. Có những anh chị rất là hiểu nhầm là những cái để China là chỉ cứ nghĩ là hàng Trung nha chị, chứ thiệt ra là men China là những cái dòng men Bon China, Naomi China, Sango China là những cái dòng men cao cấp nha anh chị. Đấy, cái này là cũng là China. Đó, chứ mà cái nào dòng này là dòng cao cấp nha anh chị. Đấy, cái này là một cái dĩa hoa hồng. Cái này là hoa hồng nha anh chị. Xung quanh là gì? Cái này là nó mới 100% nha anh chị, có phone hộp nha. Xung quanh là viền vàng như thế này. Và những cái này là trong màu vàng nha anh chị. Đó, trong này màu trắng và những cái này là màu hồng nha anh chị. Vẽ họa tiết cái này là không chơi đi đâu được cái bộ cái cặp dĩa này. Nói chung là cặp này em sẽ bán cho anh chị là nguyên cặp này luôn nha anh chị. Em không đó, em ưu tiên cho anh chị để nguyên cặp như thế này. Nguyên cặp như thế này anh chị, do là anh chị hiếm lắm. Thật tình là không phải nói là ví dụ các mỗi cái này do mình cái hàng này mua hàng Nhật, những cái hàng Nhật hay hàng Âu anh chị, nó vừa có một lần hay hai lần, nó không có vừa nhiều như chẳng hạn như Việt Nam mình nó sẽ có. Còn cái cặp này em nói chung là rất là đẹp nha anh chị, cặp này rất là đẹp luôn, cũng là dạng là hiếm luôn. Đường kính này là 27 nha anh chị, dĩa này đường kính là 27. Bộ này xuất sắc. Đường kính 27 xuất sắc là gì? Cái này là hoa hồng nha chị. Dĩa này đường kính là 27. Đấy. Rồi cái đường kính 27 nha anh chị. Đường kính 27 và cao của này là 3 nha anh chị. Đấy, cao của này là 3. Rồi cái cặp này chị, cặp này bán cho anh chị với giá là 450k cặp này. 450k, nói chung là cái này em bán cho anh chị nguyên cặp luôn, ưu tiên cho anh chị nguyên cặp 450k. Anh chị chốt em mã E35 nha chị, E35 450k. Em bán chị cái này là phone hộp, anh chị biết là phone hộp đó, không có một chút tì vết gì luôn. Đẹp, rất là đẹp luôn nha chị. Đấy. 450k, thật tình là rất là hiếm luôn. Có một cặp. Những nhiều lúc anh chị biết sao những cái dòng sạc cừ nó về tới đây là ví dụ cờn, hay là ví dụ nó những cái dòng sạc cừ do nó bóng loáng anh chị, nó hay là bị cờn lắm, mà cái này đặc biệt là không bị gì hết nha. 450k anh chị chốt em mã E35. E35 nha anh chị, E35. Rồi em lên cái này anh chị, em lên một cái hộp này nha chị. Hộp này đã có 5 cái ly hoa như thế này. Hộp này là có 5 ly hoa.
ly này đường kính này là 5.5 anh chị, cao của này là 9 nha. Đó, 5 cái ly hoa như thế này. Làm hộp nha anh chị, đó sang trọng luôn. Rồi 5 cái ly hoa em bán cho anh chị với giá là 180k 5 chiếc ly này. 180k 5 cái ly này nha anh chị. Đấy. Họa tiết vẽ tay toàn bộ nha anh chị, 180k, hộp này có 5 chiếc như thế này. Anh chị chốt em mã 180. À, xin lỗi. Xin lỗi nha chị. Cái này em like cái trên cái Facebook quen rồi giờ em. Rồi cái này là 180k, anh chị chốt cho em mã E36 nha chị, E36 180k gồm hộp phone, hộp mới chưa qua sử dụng mà cái này 5 chiếc nha chị. Hoa vẽ tay luôn, 180k. Nói gì vậy? Rồi em lên cái này anh chị, một cái cặp dĩa sâu lồng chị, một cái cặp dĩa sâu lồng họa tiết hoa như thế này. Cái này là có truyền ký nha anh chị, cái này là có truyền ký nha. Đường kính này là 23 nha chị, và cao của này là 4.5. Đấy, cao 23 chị, cao là 4.5 nha. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là đẹp lắm luôn. 160k cặp này. Nói chung là em bán cái này nha chị quá rẻ nha. 160k mà cái này là dĩa sâu lồng dễ đựng nha anh chị. Trộn hay là anh chị xào có nước nước nè anh chị. 160k. Cặp này anh chị chốt cho em mã E37. E37 nha anh chị, 160k, E37. Rồi em lên một cái bình trà anh chị, bình này độc lạ luôn. Bình này độc lạ luôn nha anh chị. Bình này là có một cái ký hiệu trong trong này nha anh chị. Hiệu này. Và cái này là gì, cô tô gì đó anh chị nè. Cái này là trong này là lọc tổ ong nha anh chị, lọc tổ ong. Đó, cái dòng này anh chị nhìn kỹ nha. Cái dòng này lọc tổ ong, nhìn cái tổ lọc tổ ong là anh chị biết cái bình này là những cái đẳng cấp. Lọc tổ ong phần trăm nha anh chị. Lọc tổ ong. Và cái này là hoa nha anh chị, hoa nổi như thế này. Dòng này rất là đẹp nha anh chị, đã hoa như thế này anh chị. Màu này là màu kem kem nha anh chị, màu kem nha. Đấy, này là lọc, bình này lọc tổ ong. Đó, cái màu này là màu kem nha anh chị, màu kem kem đó. Hoa này toàn bộ là anh chị, hoa này là vẽ tay nha anh chị, nổi nha. R này cộm như thế này anh chị, R là cộm như thế này nha. Đấy. Đặc biệt cái này là có truyền nha anh chị, cái này là 2 truyền ký hay là 3 truyền ký gì đó anh chị. 2 truyền, để coi thấy chưa. 2 truyền ký hay là 3 truyền ký gì đó nha anh chị. Đây là một cái lớp anh chị, một cái lớp nhựa nha anh chị, một cái lớp nhựa bảo vệ như thế này. Một cái lớp nhựa bảo vệ nha anh chị. Cái bình này là dung tích là 320ml. 320ml nha anh chị là dung tích của cái bình này nha. Đấy. 320ml. Cái quai anh chị, quai cầm anh chị nhìn, anh chị nhìn cái quai cầm này. Đó, cái quai cầm anh chị rất là sắc sảo, quai cầm này. Đó, anh chị mới nha, còn phone hộp như thế này. Rồi cái bình này em bán cho anh chị với giá là 500k bình này nha chị. 500k bình này. 500, anh chị chốt cho em mã E38 nha chị, 500k bình này, E38. E38 nha chị, 500k, rất là đỉnh cấp và rất là đẹp nha chị. 500k, anh chị chốt cho em mã E38.
Rồi em lên một cái bình trà nha chị. Đó, một cái bình trà này là một cái bình trà Banco nha chị, một cái bình trà Banco. Cái này là về rồi cái này chị, anh chị nhìn kỹ nha. Cái này là một cái bình trà Banco nha chị, Banco. Đó, trên này chị, trên này là vẽ một cái dòng hạt nha chị, một cái dòng hạt. Cái này là hạt nha chị. Đó, cái này là hai con hạt và bốn con hạt. Trên nắp này là hai con nữa, tổng là sáu con hạt nha chị. Bình này là Banco nha. Đó, anh chị nhìn cái dòng Banco như thế này. Nó như thế này chị, cái tiếng đó nè. Đó là dòng Banco. Và cái này chị, cái này là một cái bình trà Banco này lọc. Này là lọc lưới nha chị. Cái bình Banco này lọc lưới nha chị, lọc lưới như thế này nha. Lọc lưới nha chị. Và cái này là những cái dòng bôn Banco chị, những cái dòng bình trà Banco là toàn bộ ký trị hiệu ngay chỗ dưới cái quai cầm nha chị. Đó, toàn bộ là ký hiệu này. Đó, cái này hiện tại em thấy có ký hiệu 2 chuyện nè chị. Những cái dòng trà Banco, em thấy đa số những cái dòng trà Banco toàn là ký hiệu ngay chỗ này nha chị. Rồi cái bình này chị, bình này là em đo miệng nha. Miệng của bình này, miệng lọt lòng là 7 và miệng ngoài vành là 8.5. Và cao của này là 6 nha chị, cao này là 6. Rồi cái này một cái bình Banco này em bán cho anh chị với giá là 400k cái bình Banco này. 400k bình Banco, anh chị chốt em mã E39. 400k anh chị E39. Rất là nhiều Banco nha chị, mà chứ mà mỗi cái họa tiết anh chị, mỗi họa tiết không bình nào giống bình nào hết nha chị. Mỗi họa tiết là mỗi cái bình Banco nó họa tiết toàn là khác nhau hết nha chị. Em về nhiều lúc cả 5 bình, 10 bình hay là 20-30 bình nó vẫn là họa tiết, mỗi cái nó có mỗi họa tiết khác nhau. Rồi em lên một cái này là một cái gạch tàn pha lê nha chị, một cái gạch tàn pha lê. Cái này là có hộp nha chị, đó. Cái này là một cái gạch tàn nó có hộp như thế này nha chị. Chứ mà nó hơi bụi chút xíu cho không sao hết nha chị. Một cái gạch tàn pha lê. Cái này là đủ màu nha chị, một cái pha lê này là đủ màu luôn á. Cái này rất là nặng anh chị, dày và nặng nha. Cái gạch tàn này, pha lê này rất là dày và nặng. Gạch tàn này đường kính này là 13 nha anh chị. Và cao của này là 8. Mấy cái này anh chị, anh chị nhìn này. Nó rất là đẹp nha anh chị. Cái này nhiều màu nha anh chị, chứ không phải là một màu đỏ đâu nha. Cái này là màu xanh, màu đỏ. Đó, nói chung là màu vàng, nói chung hình em thấy là nếu mà ví dụ chung chung ra thì nó tới là 5 màu hay là hoặc là 7 màu gì đó. 5 màu 7 màu anh chị, do cái này là hơi bụi nha. Chứ còn nó phôn hộp nha chị, chưa qua sử dụng nha. Đấy. Rồi cái này em bán cho anh chị một cái pha lê này với giá là 300k cái này nha chị, 300k. Anh chị chốt em mã E40 nha anh chị, 300k E40. Này là pha lê nha anh chị, 300k E40. Thấy bé của mẹ mất nói gì ạ?
Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái mười, em có cái này là một cái chấm nha anh chị, cái này là chén dĩa chấm nha. Đó cái này anh chị, hộp này em có là mỗi cái hộp này em có là 20, một hộp là 20 chiếc nha anh chị, một hộp là 20 chiếc như thế này, mới luôn nha anh chị, mới chưa qua sử dụng nha. Đó cái này em có là một hộp 2, 4, 6, 8, 10 nha chị, em có 10 chiếc nha, 10 chiếc chấm như thế này anh chị. Cái này là chấm trúc nha anh chị, cái này là cái gì á, cái này là một cái chén chấm, cái này là chữ nhật trúc nha anh chị, bằng trúc nha. Nói chung mấy cái này là nó lạ lạ so với hàng Việt mình, hàng vật Việt, Việt mình là những cái chén chấm anh chị, toàn bộ là cái màu tròn, cái hình tròn và dĩa nha anh chị. Có đặc biệt là những cái bên hàng Nhật là thì nó có là chén chấm chữ nhật như thế này đó, chén chấm chữ nhật anh chị. Này là đường kính này là 10 nha chị, và ngang của này là 6 đó, ngang của này là 16 nha chị. Cái này em có là số lượng là 10 chiếc, bây giờ em bán số lượng 10 chiếc nha. Đó rồi, 10 chiếc này anh chị, 10 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 130k 10 chiếc, 130k 10 chiếc nha anh chị. Cái này chỉ có 13k 1 chiếc thôi nha anh chị, 13k 1 chiếc. Đó, 10 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 130k. Anh chị chốt em mã E41 nha anh chị, E41. 130k 10 chiếc nha anh chị, E41. Cái hộp này anh chị, anh thấy chị thấy cái này hộp này có 20 chiếc này chị, 20 chiếc như thế này nha. Dày anh chị, cái này rất là dày luôn. E41 nha anh chị, E13. Rồi em lên cái này anh chị, một cái bộ, một cái cặp, một cái cặp thố nha anh chị, một cái cặp thố như thế này. Thố này đường kính là 12.5, cao của này là 8 nha anh chị. 12.5 cao là 8. Đây là có truyền ký đầy đủ nha anh chị. Đấy. Thố này thố ngũ sắc. Vừa lam vừa ngũ sắc nha anh chị. Rồi cặp thố này em bán cho anh chị với giá là 360k cặp này. Này là truyện ký đầy đủ nha anh chị. Cái này là họa tiết này là ngũ sắc vẽ đặc vàng nha anh chị. Đấy, cái này em bán cho anh chị cặp này 360k. Anh chị chốt cho em mã E42. E42 nha anh chị, E42 360k. Rồi em lên một cái này, dĩa này chị, dĩa này là dĩa xanh lam nha chị, cặp này nha. Đường kính này là 13. Đường kính là 13 nha chị. Rồi cặp này em bán cho anh à, cái đường kính là 13 nha chị. Cặp này em bán cho anh chị với giá là, rồi em bán cho anh chị cặp này 60k cặp này đi. Cũng là giá sale nha chị, em bán 60k cặp này. À, anh chị chốt em mã B43. Dạ xin lỗi, E43 chị, E43. 60k cặp này. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái do anh, nói chung là cái thật tình là cái này em cũng không biết là làm gì luôn. Đấy, cái này anh chị. Cái này là trong này chị, màu này là thủy tinh nha chị, thủy tinh mà cốt rất là dày nha chị. Cốt rất là dày. Mà cái này là màu đục nha chị, và cái này là hoa này, ở trong lòng là vẽ vàng nha chị, vẽ hoa này là vẽ vàng. Đó, cái này nó thật tình là em cũng không biết luôn. Đó, cái này là cốt thủy tinh dày và nặng, rất là nặng luôn. Bộ này em có 5 chiếc như thế này. Chắc em nghĩ là anh chị những cái này anh chị, vì anh chị ví dụ là những có cái bộ thủy tinh nào mà ví dụ là anh chị để ốc ly. Đó anh chị, cái này ốc ly như thế này, em thấy là ốc ly là hợp lý nhất nè. Ốc ly là hợp lý nhất anh chị. Cái này em, bộ này em có là 7 chiếc như thế này. Đó, nói chung là cỡ xa 7 chiếc rồi ta. Rồi nữa không biết nữa. Hộp này em có 7 chiếc nha anh chị, 7 chiếc như thế này nha. Anh chị nếu mà anh chị mua cái bình này thì cái này thì anh chị ốc ly nha chị. Ốc ly.
bộ này rất là nặng luôn. Đó anh chị, ốc ly nha anh chị, ốc ly. Rồi cái này là đường kính này là 14 nha anh chị. Đó, đường kính này là 14. Cái này em có 7 chiếc. Hoa họa tiết là vẽ vàng phần trong. Rồi 7 chiếc này em bán cho anh chị với giá rẻ nhất 250k bộ này. 250k anh chị, 250k. Anh chị chốt em mã E44 250k chị, E44 nha. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.